Xin chào các bạn đã quay lại với vlog của Phan Nguyễn. Thì hôm nay trong video lần này Phan sẽ gửi đến các bạn một địa điểm giải trí hấp dẫn tại Tam Kỳ. Mình đang đứng đây là quảng trường 24 tháng 3 tại Tam Kỳ, Quảng Nam. Quảng trường này nằm giữa lòng thành phố Tam Kỳ luôn các bạn ạ. Và nơi đây là một trong những địa điểm vui chơi giải trí hấp dẫn tại Tam Kỳ mà khi các du khách đến đây không thể bỏ lỡ được. Giờ các bạn cùng theo chân mình để mình sẽ quay cho các bạn xem quảng trường 24 tháng 3 tại Tam Kỳ, Quảng Nam các bạn nhé. Đây là cảnh bên trong của quảng trường 24 tháng 3 tại Tam Kỳ nè các bạn. Quảng trường này rất là rộng, nó nằm tại đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, giữa lòng ngay giữa lòng thành phố luôn các bạn. Và có diện tích hơn 4,6 hecta. Trong đây được phân thành rất là nhiều khu vực rộng lớn các bạn, bao gồm như là khu sân này đi bộ như mình đang đi đây, đây là khu sân này đi bộ. Và ngoài ra thì còn có khu nhà dịch vụ vệ sinh, rồi bên cạnh đó còn có khu tượng đài chiến thắng, đài nước và khu sinh thái vườn cây, bao gồm có cây được trồng ở đây để du khách đến đây tham quan và nghỉ chân nghỉ mát ở đây. Đây là toàn cảnh bên trong này các bạn. Đây có khu vui chơi cho trẻ em. Ở đây thì có những công viên là họ trồng cỏ rất là đẹp. Bên đây là khu vui chơi này các bạn, vui chơi cho trẻ em. Ở đây thì buổi tối là các em thường hay ra đây chơi những trò chơi ngày này và trực ba tinh hoặc là chơi những trò chơi trực ván này các bạn. Bên đây có một cái xích đu. Đây là toàn cảnh phía trước của quảng trường 24 tháng 3 các bạn. Nên đây được lót gạch men. Đây là địa điểm vui chơi trực ba tinh dành cho các bạn trẻ. Ở đây cái mặt trước của quảng trường rất là rộng. Bên kia là có trồng những hàng cao, những cái cao rất là lớn luôn các bạn. Đây những cây cao này, cái cao các bạn thấy. Ở đây trồng những cái cao rất là thẳng tắp và cao giống cao này là nó bàn nhau luôn các bạn. Khi đó chắc họ trồng cùng một lượt nên là những cái cao này nó phát triển rất là đều luôn. Thank you.
trong những luống hoa này trồng rất nhiều, có những hoa giá, những hoa hoa này cũng rất đẹp, hoa này nhìn xa xa thấy toàn là những trước một quảng trường 24/3 các bạn. Bên ngoài là đường Hùng Vương đó các bạn, đường Hùng Vương ngay sát quảng trường 24/3 luôn các bạn. Các bạn đến Tam Kỳ thì chạy ra từ ngõ tư Vườn Lài, các bạn chạy theo một đường Hùng Vương sẽ thấy được quảng trường 24/3 tại đây. Bên đây có một tảng đá được điêu khắc tại sáng tác điêu khắc Quảng Nam, điêu khắc chữ lên này các bạn, rất đẹp luôn các bạn này. Này là bằng đá họ mài ra xong rồi họ điêu khắc chữ lên các bạn. Thì buổi trưa nên là gió rất là nhiều. Trường này tối ra ngoài đây nó mát, rất là mát luôn các bạn, ra đây ngồi rất là mát luôn. Bên đây có một cái tượng này nè các bạn. Đây là cái tượng vũ điệu chăm ba của Võ Ngọc Lăng. Này các bạn xem rất là đẹp, rất là đẹp luôn các bạn, được điêu khắc bằng đá. Bên này cũng có một cái tượng, cái này là như là con sò. Con này là con mắt biển nha các bạn, của Phạm Văn Dân. Con này là con mắt biển như con sò các bạn. Thank you.
đồng dao. Quang Huy. À, bên đây có cái đèn lồng và quạt các bạn. Mình bốc khoái. Tại quảng trường này cứ mỗi năm đến dịp Tết thì tại đây được trưng bày rất nhiều lọ hoa rất là đẹp. Tại đây để cho những du khách khi đến với quảng trường 24 tháng 3 tại Tam Kỳ này như được chìm đắm trong sắc hoa của ngày Tết luôn các bạn. Và du khách đến đây họ có thể chụp ảnh và quay video. Ngoài ra thì khi những dịp lễ Tết ở đây cũng thường làm những căn nhà tranh nhà lá để phục vụ cho việc tham quan và du khách đến đây có thể chụp ảnh được các bạn ạ. Như vậy thì mình đã đi một vòng quảng trường 24 tháng 3 qua cho các bạn cùng xem. Và bây giờ chắc mình sẽ kết thúc video tại đây. Thì các bạn thấy hay thì cho mình một like và một lượt đăng ký. Mình có động lực làm thêm những video hay hơn nữa gửi đến các bạn. Và chúc các bạn xem video của mình. Và khi nào các bạn có dịp đến Tam Kỳ thì này một địa điểm vui chơi giải trí tại giữa lòng thành phố Tam Kỳ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trên kênh vlog của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.